Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới, xin chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món bánh ăn rất là đơn giản mà rất là ngon. Mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Hello Ngọc. Hello, bà cô bác anh chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV Canada nha. Trước hết Ngọc kính chúc ông bà cô bác chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay Ngọc chia sẻ cái món này rất là đơn giản ông bà cô bác anh chị ơi, lỗ tai heo nha. Đó thì giống như mình làm cái món này để giống như mình ăn mình uống trà rồi chơi ha. Cái này hồi thở nhỏ là Ngọc nghĩ ai cũng tới trường đi học rồi đều biết cái món lỗ tai heo này. Thì hôm nay Ngọc làm ăn giống như kiểu gợi nhớ lại ngày xưa lúc tuổi mình còn thơ nha. Thì Ngọc sẽ làm bằng bột mì ha. Mình có bột mì đa dụng nè. Đây, bột mì đa dụng. Okay. Cái này là mè, tay Ngọc cũng bỏ chút xíu mè vô nữa nha thôi. Giống như cho nó thơm thơm vậy thôi nha. Bây giờ là đây. Mình thường thường mình có hai cái màu ha, một cái màu trong thì mình làm cái màu cà phê nha, hoặc là có ai có cacao thì làm màu cacao, còn Ngọc thì làm màu cà phê ha. Đó, cái này là 300g ha. Hai màu đều giống nhau hết trên cái số lượng nha. Còn ở đây á là cái này là mình cân là 40g, nhưng Ngọc lường hồi nãy để hồi nữa Ngọc sẽ lường bao nhiêu. Cái này là đường nha bà cô anh chị ha. Còn cái này là cà phê, Ngọc bỏ chút xíu nước nóng, Ngọc lấy một muỗng vậy nè, giống như nửa cái muỗng cà phê mà cà phê mình uống đó, mình hòa tan đó, rồi mình quậy ra đó. Hồi đó mình pha, mình nhồi vô bột cho nó có cái màu ha. Đây là ống vani ha. Còn đây là dầu ăn, mình hồi cho chút xíu dầu ăn vô nữa ha. Đó, Ngọc để đây hết trơn ha. Thì bây giờ Ngọc sẽ nhồi cái màu trắng trước nha. Ngọc nhồi cái màu trắng để Ngọc lường ha. Cái này là 300g nha. Mình sẽ lường này. Cái khắp bự trước đi cho mình dễ nha. Thì mình có nước cốt dừa, mình muốn nhồi nước cốt dừa thì mình nhồi nha bà con anh chị, còn mình không có nhồi nước cốt dừa thì mình nhồi nước nước lạnh hoặc là nước ấm, sữa đâu cũng được nha, tại cái bánh này nó cũng dễ nha. Một khắp cái này là 2 cup nha bà con anh chị, giống như 2 cup đi, 2 cup bột nha. Đây, cắt bột mì đa dụng để đây mà không có. Ngọc cần á, là giống như kiểu là bây giờ Ngọc lấy trước á, là khoảng gần 100ml nước dừa đấy ha. Mình tùy mình thôi, mình muốn ăn béo rồi mình pha thêm ha. Mình nhồi rồi Ngọc sẽ nói số lượng nước. Số lượng nước của nó đó cần là khoảng 150 tới 140 đó nha. Nhưng mà Ngọc sẽ phân làm đâu, Ngọc lấy tại nửa nước dừa, nửa nước ấm ha. Đó, Ngọc lấy 100ml nước dừa đây cho nó béo nha ha. Rồi bây giờ mình thêm đây, thêm nước này, nước hơi ấm mình pha vô thêm ha. Đó là mình được 150 rồi nha. Đó, 150 rồi mình nhồi, nếu mà nó thiếu thì mình lấy nước ấm mình bỏ vô thêm ha. Còn mình muốn nhồi nước dừa không cũng được đó nha, còn Ngọc thì muốn vậy. Giờ Ngọc cho chút xíu mè vô đây nữa, tại vì mình nhồi cho nó nữa, mình lúc mình ăn nó có hột mè cho nó ngon, mình bỏ khoảng muỗng cà phê. Cái này tùy mình nha, mình thích thì mình bỏ, nhưng mà thường thường Ngọc thích bỏ vô cho nó thơm ha. Ngọc cũng có ngón vani nữa này, mình bỏ vô luôn đi nha. Tại vì màu cà phê không cần vani, màu này thì phải cần vani ha. Đây hết rồi. Thơm. Cái này là đường nha. Thì Ngọc đã nói rồi đó ha. 40g đường để Ngọc lường coi là nhiêu mấy muỗng mấy cái muỗng ăn canh này dễ nè. Ngọc nghĩ là nè, hai muỗng ăn canh lưng lưng vậy nha bà các anh chị. Tại cái này mình chiên ăn nó giòn giòn, nó cứ ngã ngọt ngọt thôi chứ nó đâu có cần ngọt nhiều đâu. Rồi bây giờ bắt đầu nhồi vậy thôi, tại có nước cốt dừa đó là nó sẽ ngon ha. Rồi mình thiếu nước thì mình cứ bỏ vô thêm thôi. Đây 150 đó nha, mình để vậy cho dễ thấy. Bánh này hồi xưa là thời ở Việt Nam là giống như kiểu tiệc tùng hay cái gì tiệc đồ này kia rồi, giống như người ta có cái bánh con sùng đó Ngọc. Đúng rồi, đúng rồi.
mình bỏ nước cốt dừa vô là nó thơm lên rồi đó nha. Bây giờ nó còn thiếu thì Ngọc sẽ cho vô, giống như nãy Ngọc cho giống như là 150 rồi ha. Bây giờ Ngọc bỏ thêm giống như 50ml nữa này nha. Trước lúc đó giờ Ngọc bỏ vô giống như kiểu là này, một muỗng cà phê dầu ăn trước đi ha. Bánh này gan cũng phải còn hơi cứng cứng nha. Nó còn gan nó mới được nè. Giờ Ngọc bỏ vô thêm nha. Ngọc thêm 50 nữa nè. Cái này mà không biết có hết hay không ha. Nãy 150 là vừa nước cốt dừa ha, vừa nước lạnh 100ml là của nước cốt dừa ha, 50 là nước ấm vậy thôi ha. Rồi bây giờ Ngọc thấy nó còn khô nè, tại vì mình nhồi mình không có biết cái bột mình bột mới hay bột cũ ha. Chưa đâu, cái này chưa đâu. Nếu Ngọc bỏ hết cái này vô mà hết nữa đó là 200ml. Ngọc nghĩ không có tới đâu. Cỡ này vừa nè. Mình nhồi hết hai màu của mình đó. Ít bột quá cái nhầu đó nó cũng chợt tay. Có chút xíu à. Tại vì bánh nhầu chiên lên nhiều lắm. Nhiều lắm, cho nên tại mình xắt mỏng mỏng với lại cái sao không. Mình phải làm hai nè. Chứ mình cái này mình có máy mình bỏ vô mình nhồi ghe cũng lẹ nữa nha. Mà Ngọc thì đó, Ngọc nghĩ cỡ này vừa ha. Nè, mình nhồi cho nó mịn bột lại nha. Để Ngọc, bây giờ Ngọc sẽ lường ha. Lường cho nó còn dư ra bao nhiêu. Nó còn dư ra đúng một muỗng ăn canh nè ông bà cô bác chị nha. 200ml nước ha, vừa nước cốt dừa vừa nước ấm luôn đó nha, thì mình còn dư lại một muỗng ăn canh. Cái này là do cái giống như nhầm khi cái bột của mình á, bột mới bột cũ nữa ha, mình không có biết ha. Đây nè, cỡ này vậy là vừa nè, giống như mình thấy như vậy nè. Còn mình muốn màu lá dứa đó chị Linh, giống vậy nè, mình bỏ màu lá dứa vô tùy theo mình thích màu. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cái bánh đó là không có màu. Không có màu giống như là màu lá dứa mà mình thích thì mình để cho thơm ấy ha. Rồi bữa này mình thích màu này mình cứ bỏ vô không sao đó. Bây giờ cái này của Ngọc là ok rồi ha. Đó, như vậy nè, như vậy là ok rồi đó. Giờ làm tới cái Ngọc sẽ làm màu qua màu kia ha. Bây giờ Ngọc để riêng ra, tại Ngọc phải nhậu màu trắng trước, Ngọc không muốn cho lộ màu vô ha. Thì cũng giống như vậy nãy ha. Công thức hồi nãy thì cũng giống như trước vậy thôi. Vậy đó. Ba giống như là cũng 300g bột mì ha, 2 cup ha. Đó. Rồi bây giờ cái này thì mình cũng lường y chang như vậy nữa. Mình lường cũng 100ml của nước cốt dừa ha. Tại mình thích ăn nước cốt dừa mà cái này Ngọc không bỏ mè đâu nha, tại mè nằm bên đây rồi. Còn mình muốn bỏ mè cũng được nữa nha. Bây giờ mình bỏ cái này vô mình pha. Cái này là tùy mình muốn đậm hay lợt, là do mình nghe ông bà cô bác anh chị. Nó ra màu nâu là được rồi. Cho nó đậm đậm chút xíu nữa đi chị Linh ơi, màu mè không có đủ. Mà bỏ hết vô luôn đi cho nó thơm ha. Đổ tay nè. Trò cà phê mà nó gạch biết. Bây giờ Ngọc sẽ đâm cho thêm nha. Cái nước số lượng thì cũng giống như chang, nhưng mà bây giờ một cái muỗng ăn canh đi là bây đủ. Giờ ngọc cũng làm giống như là 150 trước ha, tại vì mình cũng vậy đi. Bây giờ Ngọc bỏ đường vô cũng giống như chang vậy, 2 muỗng ăn canh đường ha. Chị chang chọn, chỉ có khác cái là mình không có bỏ qua đây thôi ha. Chỉ cái màu đen thôi, cái màu đen. Cái này để Ngọc bao lại nha, bao cho nó nghỉ cái đậu cái ngọt này để nó khô cái bột. Để nó khô cái bột của mình, tại mình lo mình làm bên đây ha. Nước cốt dừa nó gặp cà phê, nó thơm thì thôi nha. Rồi bây giờ mình bỏ vô đây mình nhào tiếp. Chưa cho anh thấy cái lỗ tai heo nó xuất hiện rồi đó, nó màu nâu nâu nè. Cái này đó đi học mua hoài ăn nè. Đúng rồi, mà ăn cái này cũng ngay miệng, ngay hoài á. Ừ, mà nó giống như nó giòn giòn đó ha. Mà cũng không có ngọt gì mấy, dễ ăn. Giờ mình bỏ hết vô đây nè. Nếu nó còn khô thì Ngọc thường thường nhồi bột bất cứ cái gì. Mình biết chắc chắn là cái công thức như vậy, nhưng mình vẫn từ từ nha bà cô bác chị ha.
mình đừng có dội ha. Tại vì mình có màu cacao, mình bỏ màu cacao, còn Ngọc có thể giống như Ngọc bỏ cà phê vô đi ha, cái màu cho nó. Mình bỏ thêm 50 nữa nè. Thôi. Còn chút xíu nữa nè. Chan cho nó hết luôn rồi đi. Cho nó ra màu đẹp. Màu cà phê nè. Thơm. Cà phê mà nó gặp nó tốt dừa, nó thơm thì thôi hết nha. Cũng nhờ Trang vậy. Mặt nãy gì cũng phải này đó ha. Tại vì mình làm cái gì như Trang mình cũng phải mấy cái bột này á. Thà mình để nó khô, mình thêm nước nó sẽ dễ hơn ha. Nó dễ hơn là mình để cho nó nhão. Rồi mình thêm bột mì nhé. Nhầm cái bánh á, mình có thể thêm bột được. Nhầm cái bánh á, cân lượng nó đúng mà mình thêm không có được, mình thêm nước, cái số lượng nước lỏng hay gì mình thêm chút đỉnh rồi đó, thấy không, cũng dư muỗng hai canh y chang. Cho chút xíu dầu lên ngon và tôi cũng một muỗng cà phê ha. Như thấy giờ xong rồi tiếp tục nhồi nữa, tiếp tục nhồi, phải nhồi cho nó mịn bột chứ đúng không, rồi xong rồi mình mới cán nó ra. Còn mình muốn đậm nữa thì mình bỏ thêm màu nha, mình bỏ thêm cái cà phê hay cacao gì nữa gì đó ha, tùy thôi. Thì bây giờ Ngọc nhồi, bây giờ Ngọc nhồi, khi nào Ngọc cán Ngọc trở lại nha, bà của bác chị thì chỉ vậy đó ha, rồi Ngọc cán Ngọc sẽ trở lại chia sẻ tiếp. Hello bà của bác chị nha, bây giờ Ngọc sẽ cán cái bánh lỗ tai heo ra ha, tại vì mình có phơi bột ra nha. Trước hết mình cũng phải đem cái này qua đây. Để khi mình làm mình cũng phải bỏ vô trong cái tủ cho nó giống như nó lạnh á, một chút xíu, khoảng nửa tiếng rồi cho nó hơi đông đông lại anh em bà các anh chị, rồi mình bắt đầu mấy xắt bánh đi ấy được ha. Đó. Bây giờ Ngọc sẽ chia ra làm hai đi. Đó. Ha. Mình chỉ chia ra vậy thôi. Còn nếu mà mình thấy nó giống như nó hơi dính ra thì mình cho chút xíu bột mì dưới. Bột này một ngày đã dùng nha mọi các anh chị ha. Tại vì mình phải để cho nó đừng có dính, để mình cán thôi. Mình phải cán ra, cán cho nó mỏng ra. Bánh này nó dễ. Có cây bự thì cán theo cây bự, có cây có Ngọc nhỏ thì mình cán theo cây bự, ăn dễ nha. Mình cán cho nó mỏng, cho nó tròn ra ha. Rồi một hồi nữa mình cũng phải cán cái miếng màu màu của cà phê nữa ha. Rồi mình bắt đầu mấy nè, nó có mè trắng, thấy có mè trắng nào không? Thấy không? Thấy hả? Trắng là dễ gì thấy. Ăn bé nó thơm thôi chứ. Đó ha, mình bây giờ đại khái là cái miếng này mình để như vậy đi ha. Đó, rồi bây giờ mình cũng phân nửa cái miếng này nữa. Mình cần phân nửa cái miếng này ha. Rồi mình cũng lấy vô trang vậy. Rồi mình cần phải cái tay không bằng bà của bác chị. Rồi nếu mình xài bằng tay là không có được ha. Đó. Mình cũng cán ngay trang vậy luôn. Không có đừng có dính. Mè là để cho nó giống như cho nó thơm. Mình là nhai nhọn mỗi khi mình nhai đó ha. Rồi mình lấy thôi chứ còn... Nhọn giòn thơm thôi. Nhọn giòn thơm thôi. Trong lúc mình nhai mình cảm nhận một mình vậy đó ha. Còn bây giờ quay chắc hết không thấy đâu. Trắng mới gặp trắng mà. Còn nếu Ngọc để mẹ đen thì nó kỳ quá ha. Tự nhiên để mẹ đen lên. Giống như gắt tiêu vậy. Vậy lên mà cái đó mình thích thì mình để, không thích thì không sao. Cái này tại tại Ngọc thích Ngọc để. Vậy thôi. Lỗ tai bự, lỗ tai nhỏ là do mình ha. Mình phải để hai cái miếng nó bằng nhau. Rồi mình để vô nha. Rồi mình mới cuộn lại nữa đó. Này giống cá bánh phồng á. Đúng không?
mình chơi cái bự cái nhỏ không biết để coi đây. Bây giờ bự thì mình cắt thôi. Bự thì cái lỗ bự phải không? Lỗ tai bự này hay dính nè. Còn nhỏ thì lỗ tai nhỏ thôi ha. Nhưng mà trước lúc mình để này lên đó nghe ông bà các anh chị, mình phải cho chút xíu cái này cái gì không sữa đó, mình để đừng cho nó, mình kết nó, cho nó dính lại nha. Chứ nếu mình tha cái này cái bột mì lên rồi đó, mình làm cho chút xíu vậy nè cho nó ướt, đừng nó dính lại. Chứ giờ mình tha cái bột mì lên mà mình không có phết cái gì lên trên đó ha, thì nó đâu có, hồi nó đâu có kết dính lại đâu, nên mình lúc mình chiên nó sẽ chóc ra. Sữa mòn thêm chút xíu sữa vậy thôi, cho nó giống như nó ướt ướt cho nó dính nó lên. Thì mình cán tiếp. Mình cán tiếp thêm nữa vậy thôi. Cái này khéo không do mình đó nha. Đó. Cán mình cán lại. Cán nó bự một chút. Giờ nó dính lại nhau rồi đó. Nha. Đi lỗ tai một có chút xíu mà nhưng cái gì hả, lỗ tai heo là bự mà. Bây giờ nó nghe mình quán nha, mình bắt đầu mình cuộn vô ha, mình cuộn vô, mình cứ cuộn cho nó chặt vô ha, đó mình cứ cuộn vô. Cuộn vô ha. Cuộn như vậy đó, đó ngập cuộn vậy là xong rồi đó nha. Rồi bây giờ đó mình lấy cái miếng này nè, cái miếng giấy đi gác nha, mình gác nó lại, mình bỏ vô trong cái tủ lạnh đó, đông đá đó, giống như trong lúc mình chờ cái này nè mình làm, tại vì nó mềm xèo vậy thôi, sao mình cắt mình bỏ cho nó hơi cứng cứng chút xíu mình cắt chứ không có gì trơn trọn nha, rồi mình đem mình chiên vậy thôi, để gì đi ha, đó. Vậy là con Ngọc xong rồi đó nha. Bỏ trong đông đá. Bây giờ Ngọc bỏ trong đông đá một chút xíu được khoảng 15 phút hay gì hay là nửa tiếng rồi cho nó hơi cứng là mình mới cắt được, chứ vậy sao cắt ha. Đó. Okay. Về nha. Bây giờ bắt đầu Ngọc sẽ trở lại. Thì cái này cán cũng giống vậy thôi, thì chừng nào mình đem ra mình cắt mình chiên thì mình chiên rẻ tiếp. Rồi cái này á cán cũng y chang giống vậy ha. Okay. Cũng, Ngọc cũng làm một cái này giống y chang vậy nè, đó. Okay. Ngọc cũng gãi vô vậy, rồi mình cũng cán vậy y chang vậy đó. Rồi mình bắt đầu mấy đó mình cũng làm cái trang vậy đó, tại vì nó còn mềm vậy mình đâu có cắt được cái lỗ tai ha. Ok, quyết định vậy thì trả lại. Okay. Hello bà cô bác chị nha. Ngọc để nãy giờ là được khoảng một tiếng đồng hồ rồi ha, để Ngọc coi nghe. Bây giờ là mình dễ cắt rồi ha, đó ha, bây giờ mình dễ cắt rồi nè. Nhưng mà cái này là mình bỏ trong đông đá, mình bỏ vô đông đá mình mới cắt được nha hả. Mình bỏ vô đông đá rồi mình cắt rồi được mình mới chiên được, chứ bây giờ mình để vậy á là mình giống như nó mềm vậy, nãy mình cắt đâu có được ha. Đó bây giờ mình phải cắt ha, mình giống như nó hơi giống như cho nó hơi đông đá này vậy nè đó mình cắt mình để đây rồi mình bắt đầu đi chiên nha. Thì Ngọc cắt ít thôi, rồi Ngọc chiên xong Ngọc mới cắt nữa, chứ bây giờ nếu mà Ngọc cắt một hơi ra Ngọc chiên không có kịp không bà cô bác anh chị, là nó mềm xuống nha. Đó vậy thôi, lỗ tai nè, giống lỗ tai chưa chị Linh, hồi mình chiên nó mới ngoảnh cái lỗ tai lên chị Linh. Giờ nó chưa có ngoảnh đâu, màu đẹp ha. Đó cái này Ngọc để cái miếng giấy ni lông á, đựng cho nó đừng có dính ha, sắc nó hơi mỏng mỏng nha, đừng có sắc dày quá ha. Đó vậy thôi, đó sắc vậy đó, vậy đó, đó vậy đó ha. Đó vậy đi, rồi mình nhớ để nó gờ ra, đựng hồ mình dễ có lấy nha bà các bác chị, chứ mình đừng có để một đống như vậy đựng hồ mình không có lấy ra được ha, cái này phải chịu khó nha. Cái này là bột mà mình nó hơi vừa cứng vậy được rồi ha, mình dễ cắt rồi ha. Đó bây giờ vậy Ngọc sẽ cắt tiếp rồi Ngọc chiên. Đó cái này giờ chị Linh thích lắm, Linh ghiền cái này lắm. Ừ. Đó bả Việt Nam đó, là chuyên môn đó, là bả đi mua cái này mới ăn không nè, giòn giòn ngon.
Mỡ này là không có ngọt đâu. Ngon không ngọt, này không ngọt, phải ngọt là không ngọt đâu. Vậy bây giờ Ngọc đi chiên trước nha. Tại vì mình chiên một mớ trước đây ha chị Linh ha. Rồi bắt đầu Ngọc mới quay lại cắt. Tại vì có một mình Ngọc làm, nếu mà Ngọc cắt nhiều quá đó, một hồi nữa đó Ngọc chiên không có kịp ha. Rồi cái này thì Ngọc cũng bỏ vô trong đông đá lại. Rồi mình chừng nào mình cắt, mình chiên, nếu mà được 2-3 người thì đây cắt, đây chiên thì nó lẹ ha. Bây giờ Ngọc phải gắp cái này lại. Giờ gắp là bỏ đông đá giống vậy đó. Bây giờ mình chiên cái này thì cho là giống như ga, rồi xong rồi chừng nào xong hết thì rồi mình chia sẻ tiếp. Đúng rồi. Tại vì cái này á bà mình cũng cắt cũng giống vậy thôi, nhưng mà nếu mà 2 người á thì người đây cắt ha, mình đây bỏ chiên mình vớt ra. Còn có mình Ngọc à. Đây thì Ngọc bây giờ chiên cái này trước rồi Ngọc cắt tiếp nữa. Vậy đó. Vậy nó không có gian vậy thôi. Với cái mỡ mình chấm cũng xong. Cái mỡ chắc cũng được luôn rồi đó, bây giờ vô luôn chị lên ha. Ok. Cứ làm vậy đi ha. Rồi mình cắt từ từ nữa đây nè. Hả? Cái màu là làm y chang như ngày xưa nha chị Linh. Hả? Đó, không có khác chút nào hết trơn á. Còn mình thích làm màu mà lá dứa thì mình làm ra tân thời nha. Mình làm màu tân thời, mình làm màu lá dứa đi. Còn Ngọc mà làm màu, màu này là màu nguyên thủy của ngày xưa của mình ha. Đúng rồi. Ngày xưa bán trước cổng trường mình đó. Cái này nó chỉ giòn giòn thôi, giống như mình có nước cốt dừa đó. Hơi béo béo thôi, cái nhầm khi mình không thích ăn nước cốt dừa đó thì mình bỏ sữa cũng được nữa nha. Ngọc thì cái lúc nào cũng nước cốt dừa vậy đó. Chờ cho nó cũng sắp sửa sôi rồi đó nha. Tại vì Ngọc bắt nó sôi rồi mà Ngọc đi ra ngoài xa, ngoài trước á, Ngọc chia sẻ cho nên Ngọc ra ngoài xa lại đó thì nó vậy. Thêm cái gì mình hỗ trợ nó đây hả, có gì mình vớt ra chút xíu ha. Đây mà bỏ đi thử một cái cho nó làm sao, nó thấy hàng mới đây mà. Cái này hai người làm, một người thì giống như cắt ha, cái người bỏ vô chiên nó lẹ đó. Quắn ra nó thành lỗ tai thôi, lỗ tai dẫn lên nó thấy không nè. Đẹp chứ Linh. Đi trang cái lỗ tai thôi. Đấy ha, mình chạy chở vậy. Mình chạy xót, mình chạy chở nha. Đấy. Nó nổ lên là nó hơi giòn giòn mà nó chín rồi. Đừng nó chiên quá, nó khét ha. Đấy. Đẹp thôi. Nè. Chơi lấy cái gỗ. Đấy. Thấy không? Mình cho nó hơi vàng vàng chút xíu. Để nó giòn. Vàng cho nó giòn mà đừng có vàng quá, cái vàng quá cái nó bị khét ha. Đó, vậy đó. Ok. Trời, dễ thương cho đây. Cái này là y chang luôn rồi đó nha. Y chang lỗ tai mèo luôn rồi đó. Nó khác cái gì chang trời nha. Lỗ tai heo chứ tai mèo. Ý, tai heo. Màu đó chị Linh, lỗ tai heo chứ Ngọc cũng từ lỗ tai mèo không á chị Linh. Ha. Giờ mình bỏ ra đây là nó giòn lại là vừa đó nha bà con anh chị ha. Được chưa chị Linh ha. Thì cái màu vàng nó phải vàng đẹp ha thôi chứ. Tại vì giống như miếng nhiều quá nó khét sao. À, thì đó nó vậy đó, thế quan trọng là nó giòn nha. Mình để gì cho nó giòn ha. Rồi bây giờ Ngọc nè ha. Đó ha, bây giờ Ngọc tiếp tục bỏ vô nữa. Mình sắc mỏng mỏng á thì nó sẽ cái lỗ tai nó sẽ quẩn lên giống như kiểu là tròn nha. Còn sắc dày quá thì Ngọc sợ nó không có lấy đó nha. Còn Ngọc sắc cái nào cũng mỏng chứ không có dày đâu nha. Mình sắc rồi mình cứ lộn mình dục vô.
quá xuống chút xíu, tại vì nó nóng rồi ha. Chở mình nhắn bán một con mình chuyên phần lo nhỏ con hả? Cái này là ăn nó chỉ có giòn, mà giòn là thơm vậy thôi. Nãy nó có cà phê rồi đó ha, nó cực kỳ là bé. Có gì nó có bỏ thêm mấy cái gì nè, à, mấy cái hạt giòn mè nữa. Thì mình thấy phải có cái miếng là thấy không, cho nó dính nè. Mới đây mà nãy giờ nó tan là thang chưa lên. Còn nếu mình để nó mềm vậy đâu có được. Mình để nó mềm lắm. Hôm nay của mình lắm. Với lại mình để mềm nó cho lên thâm, bao giờ mình cắt cái này được đâu. Mình phải bỏ vậy mình cắt mới được. Thấy chưa? Nè. Tròn xe luôn á. Tròn dễ sợ. Mình chiên cho nó dạng chút xíu. Đẹp đây chị đây. Hôm nay là đẹp nè. Được chưa? Được chưa? Chút xíu cho mình. Dạng chút xíu nha. Dạng chút xíu rồi. Ngọc lấy cái này ra là Ngọc cái chi, Ngọc cái tắt máy, Ngọc phải nhờ chị Linh hỗ trợ Ngọc nha. Ngọc chi thì nào xong rồi Ngọc chi sẽ Ngọc phải trở lại. Giống như vậy thôi. Tại vì biết sao một mình Ngọc là lâu lắm ha. Tại vì Ngọc phải nhờ chị Linh đó nè. Ngọc nhờ chị Linh hỗ trợ. Cái này là thua mình nha đó. Bây giờ Ngọc chiên cái trước á thì giống như Ngọc để cho hơi trắng trắng, bây giờ cái sau là Ngọc bỏ hơi vàng nữa này ha. Đó thì cái đó là Ngọc làm hai cái option cho mình luôn, hai loại ha. Mình thích loại nào thì mình cứ làm, nhưng mà thường thường đó thì Ngọc kết cái vàng này nè đó ha. Đó nè, quá trời ngon nè. Bây giờ cho cái chị Linh để Ngọc coi cái này coi nè. Nè, bây giờ nè, đó, mình mới chiên thôi nè chị Linh. Thấy chưa? Giòn chưa? Bây giờ Ngọc sẽ ra ngoài. Ngoài trước Ngọc với chị Linh sẽ chị Linh cắt làm cho Ngọc nghe làm sao được mới trở lại chia sẻ nghe ông bà cô anh chị ha. Ok. Đó, gặp lại sau đi nha. Hello bà cô anh chị nha. Đây. nguyên một cái xịa bánh của Ngọc luôn này nha. Đó. Thì mình cắt ha. Thì Ngọc cắt nè, đó. Thì mình cắt mỏng á. Mỏng hay dày do mình, nhưng mà Ngọc cắt có mỏng có dày, cái này cũng vừa rồi ha. Cái này thì Ngọc cắt mỏng ha. Mình tùy mình thôi nha. Đây, đó. Mà quan trọng là nó giòn nha, để Ngọc coi coi. Đó ha. Mình bóp là nó phải giòn tan vậy nha ông bà các anh chị ha. Đó, mình thử coi như thế nào đây. Mấy cái dĩa đó. Bỏ vô đây. Đó, nó giòn vậy ha. Giống như là đừng có bao giờ cắt dày nha ông bà các bác chị, mình cắt mỏng vậy đó, đừng cho nó nhúng xuống nó thành cái lỗ tai ha. Nè, đó. Vậy nè. Nhúng xuống làm cái lỗ tai ha. Đó, nó rớt mà giòn cấy luôn ha. Đây. Cái này là nguyên thủy y chang như ngày xưa cho nên ha. Đó, giống như ngày xưa mà cái màu mà nguyên thủy của cái lỗ tai làm vậy ha. Đây nè. Đó, giòn nha ông bà các bác chị. Thôi Ngọc mời bà cô bác anh chị ăn cái lỗ tai này, lỗ tai heo nha. Bây giờ bánh lỗ tai heo có chút xíu. Bây giờ Ngọc ăn thử nha. Thôi Ngọc mời ông bà cô bác anh chị, Ngọc mời chị Linh nha. Ngọc thử nha chị Linh ha. Ăn trước đây. Giòn qua ha. Cái này á nó ngọt là ngọt nhẹ thôi nha. Rồi nó có nước cốt dừa hơi béo béo, Ngọc có bỏ một chút xíu mè vô nữa ha. Rất là ngon. Nó giòn chứ nó không bị cứng nha bà các bác anh chị. Tại vì mình đừng có bao giờ mình cắt nó dày. Ngọc cắt cái này cũng vừa thôi à. Giống như mình để cái dao xuống, mình đừng có mỏng quá. Mỏng quá thì mình cũng khó cắt ha. Mình sắc giống như sắc gỗ mình ăn vậy đó. Nhưng mà một khoái nó giòn nha. Ngọc qua. Hình như cái nào cũng vậy cho ha. Cái nào cũng giòn cho anh trời ha. Đây. Đó. Nó giòn là giòn tan như vậy là nó rất là ngon nha ông bà cô bác anh chị. Ngọc ăn nữa cho chị Linh thèm chơi. Bà khoái ăn nhưng mà quan trọng là mình bỏ vô trong cái tủ đông đá để cho khoảng 1 tiếng đồng hồ đó anh Ngọc.
nó cho cái cục nó nha lên rồi. Bột nó cứng để Ngọc nhắc lại, tại vì á cái bột này á mình không có thể nào mình xe thành một cái cục tròn như vậy ha, mà mình xắt được, tại vì á nó rất là mềm nha ông bà các anh chị. Mình phải bỏ vô trong cái đông đá thì Ngọc bỏ hả một tiếng đồng hồ đó, nó chỉ mới cứng lại giống như là thịt heo mà mình muốn sắt cho nó mỏng, mà thịt tái thì mình cũng phải cần để cho nó đông đá sắt cái da cho nó ngọt nó xuống, nó giống như sắt cái là nó ngọt xuống, thì cái này cũng giống vậy, mình để nó vừa hơi đông hơi cứng là thôi, chứ không phải nó cứng giống như cục đá là mình sắt không có được nha. Mình bóp nó vẫn còn cái độ hơi mềm, nhưng mà khi mình để cái dao xuống mình sắt đó là nó giống như nó giữ nguyên cái nét rất là đẹp. Vì mình sắt bao nhiêu thì mình bỏ vô mình chiên bấy nhiêu, chứ đừng có sắt ra hết một mâm xong rồi mình đem vô mình chiên là mình chiên không có kịp thì nó tan đá, tại nó bằng nó đông đá mà nó tan ra, mình lấy tại vì bằng bột mà nó sẽ dính tay của mình. Thì hồi nãy Ngọc đầu tiên thì Ngọc sắt rất là ít ha, Ngọc vô một chiên, Ngọc chiên hai lần, giống như là chiên một lần đầu chết rồi Ngọc chiên thêm lần thứ hai nữa là cũng của cái Ngọc sắt nè, chứ không phải cái này chiên ba chiên hai lần nha. Thì Ngọc để cho ông bà cô bác anh chị nhìn thấy, sau khi mà tắt máy thì chị Linh có hỗ trợ cho Ngọc, chị Linh giúp Ngọc là Ngọc sắt, chị Linh đứng Ngọc, chị Linh chiên. Nếu mà cái món này thì hai người chiên thì nó sẽ lẹ hơn. Thì hôm nay Ngọc chia sẻ cái món giống như là bánh lỗ tai heo ha. Ngọc gửi cho bà cô bác anh chị trong và ngoài nước gần xa hãy đón nhận cái bánh lỗ tai heo mà Ngọc làm ha, rất là ngon, tại vì nó có nước cốt dừa nó thơm lắm ông bà cô bác anh chị. Mình ăn để mình uống trà, và khi mình đi làm mình ăn giống như là mình ăn ngay giống như trưa mình nghỉ coffee rồi đó ha, thì mình ăn nghỉ 15 phút mình ngồi mình ăn cho nó vui miệng nha. Ngọc cũng cảm ơn ông bà cô bác anh chị đã ủng hộ cái kênh của Ngọc Linh TV Canada rất là nhiều ha, và thương hai chị em. Nếu thương hai chị em thì hãy cho cái kênh Ngọc Linh TV Canada một share, một like, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị nhiều lắm nha. Trước lúc tạm biệt, cho Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và lúc nào cũng tươi trẻ và yêu đời. Tạm biệt, bye bye. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều, bye bye.